Để tiếp tục chương trình, Bích Phương kính gửi đến quý vị phỏng vấn kỷ niệm ngày 30 tháng 4 của giới trẻ tại hải ngoại với em Trần Nguyên Kim do Bích Phương thực hiện. Bích Phương xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày Quốc hận 30 tháng 4 để đánh dấu 44 năm, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với Bích Phương và em Trần Nguyên Kim. Em đã đến từ California và xin mời quý vị theo dõi tuổi trẻ làm gì trong ngày 30 tháng 4. Chị Phương chào Kim. Kim xin chào cô Phương và Kim xin chào quý vị SBTN. Cô Phương được biết Kim cũng như một nhóm bạn trẻ năm rồi cũng vào ngày 30 tháng 4 đã tự túc bỏ tiền để mà bay từ những tiểu bang khác xuống đây tới thủ đô Hoa Thành Đốn và đến bức tường đen để làm những cái chuyện mà những người lớn không ai nghĩ đến. Kim có thể chia sẻ cho khán giả của đài biết được năm nay Kim cũng như các nhóm bạn trẻ làm gì? Năm nay ở bức tường ở Washington DC, các em làm một cái miếng vải màu trắng khoảng 25-30 feet. Rồi để cái miếng vải đó ở đằng trước bức tường để mà tượng trưng cho một cái khăn tang của người Việt mình. Kính thưa quý vị, được biết Kim là một cô giáo dạy tại trường đại học. Kim có thể chia sẻ thêm về những cái đó. Public school ở bên Mỹ thì ít nói đến người dân thường Việt Nam với lại người South Vietnamese Army. Thành ra lúc mà em dạy cái lớp ở UCLA á, thì em muốn như là include nhiều perspective của of course người lính Mỹ cũng quan trọng, nhưng mà em muốn như là more inclusive cái lịch sử. Chị được biết Kim năm rồi cũng như một nhóm em trẻ làm một cái tấm hình mà bằng có kiến nhưng mà cắt bằng những tờ giấy, nó rất là đẹp. Vậy thì năm nay Kim có thể chia sẻ được thêm là những cái gì khác mà Kim đã đem ra đằng trước bức tường đen? Các sinh viên ở UCLA, phần đông là sinh viên ở UCLA làm đủ loại thứ hết. Có em thì viết bài thơ để lại ở bức tường. Có một em làm một cái lon bằng glass á, mà em nó sơn cái cờ vàng đỏ. Ba sọc đỏ ở ngoài, rồi để hình của ông ngoại với ông nội ở trong cái lon, rồi viết tên của hai ông. Có thể ông ngoại, ông nội là những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Đúng rồi. Chị Phương được biết Kim đem cái này, có thể Việt Nam mình kêu là cái phèn. Tại sao Kim đem cái này và hồi sáng Kim đem ra bức tường đen để làm gì? Cái này em mang về từ Việt Nam. Mà cái này là cái... rồi sáng nay em đánh cái phèn, phèn này như vậy. Tiếng Mỹ nó kêu là cái gòn đó. Cái gòn, dạ. Cái gòn, rồi em hát bài cỏ lạ. Ai dạy em bài cỏ lạ? Ba của em hay hát bài đó lúc em còn nhỏ đó. Thành ra em nghĩ rằng cái đó chắc là cái trong trí nhớ của Kim đầu tiên của em là ba của em hát bài đó. Cái tấm tranh mà lớn nhất mà các em làm đó, bây giờ cái tấm tranh đó ở đâu? Tấm tranh đó đang ở cái nhà kho. Cái nhà kho đó họ lưu lại hết các đồ đạc mà hàng ngày có người để lại trên bức tường đó. Và lúc 11 giờ sáng ở ngoài bức tường đen cũng có một nhóm người Việt Nam cũng từ những tiểu bang khác đến. Tức là Kim có được gặp cái nhóm của những các cô chú anh chị em từ tiểu bang xa đến hay không? Dạ, có gặp mà rất là gọi là sao, emotional, cảm động. Cảm động lắm. Lúc mà thấy họ mặc áo dài màu vàng ba sọc đỏ. Rồi có hoa, rồi tại vì Kim đâu có biết là họ sẽ đến hôm nay. Thành ra lúc trước thì có Kim với Antonius, bạn của Kim tên là Antonius, ở đó để cái miếng vải ở đó và các đồ của các sinh viên ở UCLA. Nhưng mà lúc mà thấy có cả một cái đoàn người Việt đến, rất rất là cảm động. Kim có những lời gì cũng như nhắn nhủ gửi đến cho các học sinh hay là những em không có khái niệm gì về ngày 30 tháng 4? Theo em nghĩ thì
mình phải biết về lịch sử của mình, mình mới có thể tưởng tượng được tương lai của mình là gì. Thành ra em nghĩ rằng rất là quan trọng để mà mình biết cái nguồn gốc của mình, để cho mình có cái rễ rất là cái cội nguồn rất là strong để mà mình có thể phát triển tốt được. Được biết Kim có một cái website, Kim có thể nói cho mọi người biết được cái website đó là gì, và nếu người ta vào coi thì người ta sẽ biết được thêm cái gì? Website của dự án này tên là Missing Piece Project. Thành ra nếu mà lên online mà nhấn www.missingpieceproject.org thì sẽ thấy hình ảnh của các items mà các sinh viên ở UCLA với lại cộng đồng Việt Nam ở Los Angeles nữa đã để ở bức tường. Rồi sẽ có chi tiết nếu mà người nào mà muốn đến năm sau á, 30 tháng 4 2020 á, thì có một cái trang ở trên web mà gọi là submit page, thì ai mà muốn mang cái gì đến bức tường năm sau á thì có thể chụp hình trước rồi submit lên cái website, rồi nó sẽ lên automatically trên cái website của Missing Piece Project. Thì em rất là hy vọng là sẽ gặp nhiều người khác cũng đến bức tường hôm đó năm sau. Cảm ơn Kim đã đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của chị ngày hôm nay. Em cảm ơn chị Bích Phượng đã để dành thời gian phỏng vấn em, và em cũng hy vọng năm sau sẽ có nhiều người trong cộng đồng mình sẽ đến bức tường năm sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn đặc biệt giữa Bích Phượng và em Trần Nguyên Kim. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phỏng vấn lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạch Thành Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.